Mở đầu phần tin tức từ sáng đến tối ngày hôm nay là những cập nhật mới nhất của chúng tôi về vụ cháy nghiêm trọng tại quán karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương, khiến ít nhất 22 người tử vong. Trong chiều nay, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục triển khai đội hình để tiếp cận hai phòng còn cháy âm ỉ. Theo thông tin mà phóng viên trao buổi tối nắm bắt được, trong số 22 thi thể còn nhiều người là nữ nhân viên quán karaoke. Chiều nay mùng 7 tháng 9, cảnh sát phòng cháy chữa cháy được trang bị bình oxy bảo hộ để vào tìm kiếm người mất tích bên trong hai căn phòng cuối cùng chưa được lục soát của quán karaoke. Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, hiện tại khu vực tầng 2 quán karaoke nhiệt độ rất nóng, mặc dù trời mưa mưa to kéo dài. Đến chiều nay, lực lượng tìm kiếm đưa thêm 3 thi thể ra ngoài, nâng tổng số người tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương lên 22. Hiện chưa xác định được nhân thân người bị nạn, trong số này có nhiều người là nữ nhân viên quán karaoke. Hiện nay lực lượng chức năng đang lục soát tất cả các phòng vì có những phòng hát À, theo khai báo là không có khách nhưng không rõ thời điểm xảy ra cháy, có ai chạy vào hay không. Cơ quan chức năng cũng đang lấy lời khai các nhân chứng và người liên quan làm rõ thông tin các nạn nhân tử vong. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, quán karaoke An Phú bị cháy có 29 phòng hát do ông Lê Anh Xuân, 42 tuổi, ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh làm chủ. Quán được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy vào năm 2016 và được lực lượng chức năng kiểm tra lại vào các năm 2019, 2021, 2022. Nguyên nhân gây ra vụ cháy có thể do chập điện. Nhiều người dân cho biết vụ cháy xảy ra từ lúc 21 giờ sau tiếng nổ, cột khói bốc lên cao che lấp toàn bộ khu dân cư xung quanh. Do đám cháy quá lớn, quán karaoke có diện tích lớn nên nhiều nhân viên và khách thát không kịp chạy thoát thân. Nhiều người treo lên nóc nhà và được lực lượng dùng xe thang đưa xuống. Một số người thì leo cửa sổ nhảy xuống mái tôn bên cạnh. Về phần các nạn nhân, đại diện Bệnh viện Đa khoa An Phú cho biết, đêm qua tiếp nhận gần 40 nạn nhân từ vụ cháy. Sáng nay, 30 người, 30 người à, sức khỏe ổn định đã xuất viện, còn 10 nạn nhân đang được theo dõi sức khỏe. Nhiều người nhập viện trong tình trạng ngạt khí bỏng. Một số nạn nhân bị chấn thương cuộc sống, sọ não được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.